Hello tất cả các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Quay Bên TV. Thì ngày hôm nay mình sẽ lại quay cho anh em xem một cái clip về con gián. Đó. Thì đây là một loài gián cảnh khá là phổ biến trên toàn thế giới rồi. Thì hôm lần trước mình có lên VTV3 chương trình Cà Phê Sáng và có mang con vài con vật đi để dọa nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền ấy. Đấy. Thì khá là nhiều người kiểu ấn tượng với con gián đấy và có hỏi mình. Thì hôm nay mình sẽ làm clip chi tiết về con gián này cho các anh em xem nhá. Thì ở đây là một cái tanh nuôi gián của mình đó. Thì lúc trước là mình còn thừa một tí mùn dừa đây, cho nên là mình có đổ một ít vào đây thôi. Và ở đây mình có mấy cái này là cái khay đựng trứng ấy đó. Thì bình thường nuôi gián hay là nuôi dế hay là nuôi cái gì đấy thì cũng cho dùng cái khay này để cho làm giá thể, để cho bọn giấy gián nó bò lên. Thì đây mình có vài con gián con này, để tí luôn đó. Cái đợt trước mình làm clip về con gián này là mình được ông anh của mình là ông MC Thanh, ông ấy tặng cho mình 5 con gián. Thì thực ra mình cũng không chăm sóc gì nhiều đâu, mình cũng bỏ bê kinh lắm, thế mà cuối cùng nó vẫn đẻ ra được một đàn. Thì bình thường hầu hết mọi người chưa bao giờ nghĩ được cái việc mà nuôi gián như là một con thú cưng trong nhà, đúng không? Nhưng mà cái việc này là có thật và được trên thế giới nuôi khá là lâu rồi. Và con loài gián này là cái loài gián cực kỳ to lớn và một trong những loài gián lớn nhất thế giới. Và nó lại còn sạch sẽ các thứ nữa, và an toàn và hiền lành, nói chung là không có gì để chê cả. Nếu chúng ta muốn nuôi bọn gián này cảm giác như là nuôi con bọ cánh cứng, trông cũng gần giống ấy các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt một con gián lên, mình sẽ bắt một con đực to nhé, cho anh em xem cho sướng. Đó, thì để tìm xem nào. Đây gián này. Đây có vài con, đằng dưới này có vài con nữa. Mình sẽ kiếm một con đực. Đực đâu nhỉ? Đực to đây rồi. Bình thường con gián này nó rất hiền lành anh em ạ. Không phải bình thường hiền lành, lúc nào cũng hiền lành hết. Chỉ là khi mà mình cầm nó lên ấy, thì cái gai của nó chọc vào tay mình thì cũng hơi đau một chút. Mình bỏ cái bể kính này xuống. Chết rồi, con này nó bỏ bám lên đây. Bám chắc nha em nhé. Thì con này nó là gián Madagascar, gián gió Madagascar anh em ạ. Tên tiếng Anh của nó là Madagascar Hissing Cockroach. Đó, Hissing là tiếng rít của nó ấy. Đấy là gọi là, đấy cho nên nó đặt tên là Hissing. Và con này là xuất xứ từ vùng Madagascar. Tên khoa học của nó là Gromphadorina potentosa. Tên nói chung là tên khoa học nó hơi lằng nhằng mà không biết mình đọc có chuẩn không, thì anh em có thể search nhé. Thì kích thước của con này khi đến mắc sai nó lên được khoảng 5 đến 7 cm, 7 cm đây anh em ạ. Đó, là không bao gồm cái râu của nó nhá, là chỉ người đó là khoảng tầm 7 cm hoặc hơn 7 cm gì đấy. Về anh em mà hỏi về tuổi thọ của bọn này để mà chúng ta nuôi nuôi kiểu làm pet ấy, thì tôi thường nói với anh em luôn là con này ấy, tuổi thọ nó có thể lên đến tuổi thọ nó là từ 2 đến 5 năm, có con sống lâu nhất là 5 năm các anh em ạ. Em có thể để ý là những con chuột hamster hay là chuột rat mà anh em hay nuôi ấy, là bọn gặm nhấm ấy, bọn chuột ấy, nó tuổi thọ nó chỉ khoảng tầm 2 năm hoặc là 3 năm là căng. Nhưng con này tuổi thọ lên đến 5 năm một con luôn. Mà với cái mức độ sinh sản con này thì 5 năm nó là sinh sản ra rất là nhiều con luôn đấy. Nhưng mà thực ra là những anh em nào mà chơi nuôi kiểu sinh sản để bán, hoặc là nuôi kiểu sinh sản để cho pet ăn ấy, thì anh em nuôi thôi. Còn nếu mà nuôi kiểu chỉ để làm pet, chỉ để chơi ấy, thì mọi người khuyên cáo anh em chỉ nên nuôi một con đực, hoặc là nuôi cả đàn cái đó. Bởi vì không thể nuôi cả đàn đực, bởi vì bọn đực nó sẽ đánh nhau. Đó, thì con này nó có nguồn gốc từ Madagascar này, là một cái đảo cực kỳ to ở ngoài khơi của biển phía đông nam của châu Phi. Và là một trong những loài gián, con này là một trong những loài gián lớn nhất thế giới. Và tôi thề với anh em luôn là cái vùng đảo Madagascar đấy quá nhiều con xịn sò độc lạ, đẹp kinh khủng. Trời ơi, thì con này cũng là một trong những đồng hương của những con đấy. Bọn này thì ở ngoài tự nhiên thì thường được tìm thấy dưới các gỗ mục hoặc là chỗ thân cây mục nát các thứ. Nói chung là bọn này nó ghi kiểu là gián gỗ của Việt Nam mình, nói chung là nó là loài gián gỗ luôn đấy, hoặc là chui dưới lớp lá khô các thứ đó. Bọn gián gió Madagascar này thì nó có màu nâu đỏ sẫm đến màu đen,
Và đặc biệt là bọn này là dạng loài gián mà nó không có cánh anh em ạ. Nó không có cánh luôn, cho nên là thực ra là tôi cũng sợ gián, nhưng mà tôi chỉ sợ cái lúc mà con gián nó bay vào phía mặt mình bởi vì nó bẩn đấy anh em. Đó, nếu con rắn nhà mình mà không có cánh thì có khi cũng chả ai sợ đúng không? Thì con này nó là dài loài rắn gỗ, nó không có cánh. Và nhưng mà mặc dù nó không có cánh đâu, nhưng mà các anh em đừng có kiểu là coi thường nó. Bởi vì khi mà anh em nuôi ở trong một cái lồng kính hay là gì đấy, nó trong nuôi một trong một cái bè nào đấy, thì anh em cần phải có nắp đậy cẩn thận và kín, chứ không phải kín, nó cần thông gió để nó thông hơi khí. Nhưng mà nếu mà nuôi bọn này mà để bể kính như tôi mà dùng nắp lưới thì nên dùng nắp lưới lưới muỗi. Tôi chưa đi mua được nắp lưới muỗi bởi vì là nó đang kiểu bị cách ly ấy, chả đi mua cái được cái gì ấy. Bởi vì bọn này rắn nó đẻ ra rất nhiều con, mặc dù bọn nó không bay được nhưng mà bọn này nó có khả năng, nó có thể năng bám trên các vật liệu khác nhau. Bình thường rắn với các bình thứ bình thường nó có thể bám lên tường đúng không, bởi vì tường nó có hơi tí gồ ghề, nhưng mà đây bọn này nó còn có thể bám lên những cái mặt trơn kia, kiểu là không phải mặt trơn mà là mặt phẳng ấy. Mặt trơn thì chắc tất nhiên không bám được rồi, nó có thể bám được những cái mặt phẳng như kiểu kính này, bám được đi là trên kính luôn. Cho nên là khi nuôi con này ấy, thì tôi còn phải bôi thêm một cái lớp dầu nữa ở trên trên miệng bể kính để cho con này không thể bò ra được, nó có thể bám được ở trên kính luôn. Bọn này leo trèo cực kỳ đỉnh. Thì bật mí cho anh em luôn là một số bang ở của Hoa Kỳ, đặc biệt là Florida, không phải đặc biệt mà là cái Florida nó bị kiểu nhiều loài xâm lấn quá rồi, cho nên là bọn nó sợ ấy. Từ đấy như hôm trước tôi đã nói là từ chăn đất này, xong rồi đến đến Tegu này, xong rồi đến cả gián này cũng là loài xâm lấn của Florida luôn. Có nghĩa là không phải là đây là rắn, không phải là loài xâm lấn mà là kiểu người ta sợ đây là loài xâm lấn ấy, cho nên người ta yêu cầu các cá nhân hoặc là tổ chức nuôi số lượng lớn bọn này, kể cả nuôi ít luôn cũng phải có cái khai báo kiểu như là giấy phép đặc biệt đấy để nuôi ấy. Và trong cái giấy phép đấy thì quy định và khuyến cáo người dùng là không bao giờ đưa những con cái, đặc biệt là những con mà đang mang bầu, ra khỏi khu vực sống, kiểu như là mang đi thả hay là để sổng cái gì đấy, thì nó rất dễ dễ gây xâm hại, một kiểu như là không phải xâm hại môi trường mà là kiểu nó sẽ cạnh tranh với các loài bản địa khác ấy, cho nên là nó không tốt cho hệ sinh thái ở cái vùng đấy đó. Thì lý do tại sao mà này gọi là rắn gió Madagascar, là rắn hoặc là rắn zip, bởi vì bọn này nó có cái lỗ, các cái lỗ ở bụng để thở, khi mà nó kiểu như là hít thở mạnh hay là gì đấy ấy, thì nó sẽ tạo nên cái tiếng tiếng zip rất là to. Thì người ta nghe thấy cái tiếng đấy, người ta đặt tên là rắn rít đó, rắn gió hoặc rắn rít gì đấy cũng được. Con này sẽ thường là nó kêu lên khi mà bị quấy rầy, kiểu cảm thấy khó chịu các thứ ấy, hoặc là khi mà con đực nó đánh nhau này, kiểu dùng nó dùng đây, con đực này tôi cho các bạn xem đây, con đực này là con đực nó có hai cái sừng như này, con cái thì nó trơn luôn nhưng nó không có hai cái sừng nhô lên như này đó. Đấy, anh em nhìn thấy chưa đó, con đực nó có hai cái sừng này, còn con cái thì nó sẽ trơn lên cả đầu nhưng nó không có hai cái sừng. Thì bình thường bọn nó sẽ đánh nhau thì kiểu húc nhau giống kiểu như là bọ cánh cứng ấy đó. Và cái nào nhỉ, khi mà bọn nó uy hiếp nhau kiểu như là nó húc nhau, nó giành bạn tình các thứ xong rồi nó uy hiếp nhau, nó cũng phát ra tiếng, nó cũng hít đó. Và khi cảm thấy bị đe dọa bọn này cũng cũng rít lên, nhưng mà thường thì con cái nó chỉ rít lên khi cảm thấy bị đe dọa ấy, kiểu như nó sợ ấy, còn bọn này thì nó rít liên tục. Cho nên anh em nào mà thích nghe thấy tiếng rít nhiều thì mua con đực về cho mình chơi đó. Nếu mà làm pet con đực trông to hơn và ngầu hơn nữa, anh em nhìn thấy hai cái sừng rồi nhá. Đấy đấy, về tôi sẽ bắt con cái cho anh em xem nhá. Đấy anh em ơi, đây là con cái này, anh em lại tôi một mình quay cho nên là cứ phải bình thường thì cái máy ảnh nó sẽ tự động lấy nét vào mặt tôi, khi nào mà tôi muốn quay con kiểu này thì tôi phải cúi mặt xuống để cho cái máy ảnh nó không lấy nét được mặt mặt tôi, thì nó sẽ lấy nét ở khoảng cách gần nhất đó. Thì con cái bên này, con cái thì nó sẽ không có cái sừng đấy, còn có được là sẽ có cái sừng này anh em này. Đấy, nhìn rất rõ luôn đúng không? Đây là hai con cũng khá là to ở nhà tôi, hai con bố mẹ tổ tiên đấy. Đấy, đó. Để mà setup được cái chuồng nuôi của một con gián Madagascar thì chúng ta cần một cái bể kính như thế này. Bể kính này có thể chứa được khoảng tầm 10 đến 20 con thì đấy cũng được. Đó, hoặc là có thể hơn, bởi vì nếu mà chúng ta mua nhiều khay trứng chúng ta xếp chồng lên nhau như này, thì bọn nó có chỗ để mà bọn nó chui, bọn nó trốn đó, thì có thể có rất nhiều con có thể cùng chung sống được. Và như tôi đã nói ban đầu thì chúng ta nên làm một cái lớp dầu ở đây hay là gì đấy, nói chung là che đi để cho bọn rắn nó không thể nào mà chui ra được ấy. Đây anh em có thể nhìn thấy là con này
Đấy, thì bình thường thì anh em có thể không dùng nền lót đèn được, nhưng mình lót vào cho nó đẹp và sạch nha, bọn này cũng thích hơn. Thì anh em nên lót dăm bào hoặc là mùn dừa hoặc là vỏ gỗ cái gì đấy, nói chung là vụn vụn gì đấy, lót dày lên để cho bọn nó chui rúc sống sung sướng thoải mái. Và nhất thiết là phải có những cái khay trứng như này hoặc là cái tấm gỗ ấy đó, để cho bọn nó bám vào, để làm giá thể cho bọn nó bám vào và để tạo chỗ ẩn nấp cho bọn đấy luôn. Bọn này nó bình thường nó không thích ánh sáng. Thì bọn này nó là loài động sinh vật nhiệt đới, cho nên là bọn này nó cần giữ nhiệt độ vào khoảng tầm 26 đến 29 độ C, nó là cái nhiệt độ thích hợp nhất, 26 đến 29 độ C. Còn nếu mà nóng hơn thì bọn nó cũng sẽ kiểu hoạt động nhanh hơn và sinh sản nhanh hơn các thứ. Ôi giời, bọn rán này thì chúng ta nên để một cái khay nước này bé bé thôi, và để thêm một ít kiểu bông hay là cái gì đấy. Đây là mình để cái giớn, cái rêu khô, khi mà để tránh cho con cái nó bơi, để tránh cho con nó bị vào, rơi vào, nó bơi vào mà nó không thể nào mà trèo ra được ấy, nó sẽ chết đuối trong đấy. Đó. Và bình thường bọn này cũng sẽ ăn rất là đơn giản thôi, chúng ta có thể cho ăn các loại trái cây và rau tươi đó, và kết hợp thêm cả các cái đồ ăn nhiều protein như kiểu là thức ăn khô của chó này, cái hạt chó ấy, cà rốt này, cam này, táo, chuối, cà chua, cần tây, bí, đậu Hà Lan, vỏ đậu và các loại rau củ khác. Nói chung là rất là nhiều loại, rất nhiều thứ để cho nó mà nó có thể ăn được. Đây là một con đực nhỏ này. Đấy, anh em thể nhìn thấy là con này nó đang bò tường, nó leo lên tường này, nó leo bể kính này. Đấy, nó leo trèo rất là giỏi này. Nhưng chỗ này mình đã quét một lớp dầu rồi, cho nên nó không thể nào bám mà nó bò lên được nữa, nên nó sẽ phải bò xuống thôi. Đó, đây là mấy con rắn con này. Đây cũng rắn con tiếp, để tí. Đấy, bắt đầu chỗ này mới nhiều rắn to này. Đây là con cái này anh em. Con này nó không hít anh em ạ. Mình trêu tức lên thế này mà nó không hít này. Mà nó rút như này không thể nào móc ra được, bởi vì móc ngược lại đau tay lắm, bởi vì cái chân của nó đá vào ấy anh em. Cái chân của nó rất là sắc luôn. Đây con cái này. Thế mình nhiều con cái đấy nhỉ. Không rít luôn ấy. Hôm nay bọn này làm sao ấy. Cũng kêu nhưng kêu khá là bé. Đây là một gia đình rán anh em ạ. Đợt vừa rồi tôi cũng bận quá nhưng mà cũng không để ý bọn rán này, mà mình nuôi mình cứ tưởng là nó chết dần, nó chết mòn gần hết rồi cơ. Bởi vì là mình cũng không chăm sóc gì, không cho ăn gì mấy. Đó. Nhưng mà bọn này sống rất là khỏe và cái nào nhỉ? Bọn nó cũng sinh sản rất là nhiều. Nhưng mà đợt vừa xong thì mình không để cái chuồng ấy, là nó cũng bỏ ra ngoài và bị tắc kè ăn. Về cái vấn đề sinh sản của rán Madagascar này ấy, thì tôi thấy các bạn luôn là lần đầu tiên khi mà tôi nhìn thấy bọn rán này sinh sản thì kiểu có cảm giác khá là hay ho, vì bình thường mình không được nhìn, nhưng mà cái lúc nhìn thì mình cũng không quay lại được cái clip đấy cho nên là chịu thôi. Bọn rán Madagascar này thì không có mùa sinh sản cụ thể, bởi vì nói chung là bọn nó chỉ cần nhiệt độ ấm để có thể phát triển và sinh sản. Thì bởi vì bọn nó đến từ vùng Madagascar ở châu Phi ấy, cho nên là cái vấn đề nhiệt nó không phải vấn đề to tát lắm đối với cái nơi bọn nó sinh sống. Còn nếu mà nó di chuyển ra chỗ khác sống như kiểu là ở Việt Nam này mà mùa đông các thứ mà nhiệt độ nó lạnh quá thì nó cũng giảm sự gọi là hoạt động và không sinh sản nữa, ấm lên nó bắt đầu sinh sản. Cái việc giao phối của bọn này bắt đầu bằng cái việc là tìm bạn đời. Thì con đực và con cái của loài này nó sẽ làm những cái hành động khác nhau để bọn nó có thể tìm được các bạn đời của mình. Con cái thì nó sẽ tìm cách thu hút bạn tình của mình bằng cách tạo ra một cái chất gọi là pheromone, là cái chất để của đặc hữu của từng con cái để bọn nó thu hút con đực ấy. Giống như kiểu như là các em gái hay khiêu gợi để tìm bạn người yêu ấy. Đấy. Khi con cái nó phát ra những cái pheromone đấy thì con đực nó sẽ kiểu nó hưng phấn ấy, và nó sẽ rít lên để kiểu như là đánh nhau với cả các con đực khác để nó tranh giành bạn tình.
nó sẽ dùng hai cái sừng ở trên đầu này, nó húc nhau giống như kiểu một bọ cánh cứng ấy, rất là dị. Và cái việc đánh nhau để giành bạn tình đấy thì trong rất nhiều các loài động vật khác thì nó cũng có, thể ở con người cũng có đó. Kiểu như vừa đánh nhau vừa rít lên để thu hút con cái ấy, để gọi con cái ấy, bảo mày nhìn tao, mày tao màu nhất, tao bá cháy các kiểu, mày hãy chỉnh tao đi đấy. Thì những cái sừng của nó dùng để đánh nhau này thì cũng giống như là các sừng của con bọ cánh cứng khác, mặc dù con này không phải bọ cánh cứng, nó là rán. Thì nó sừng nó cũng giống như là sừng của bọn cứng, nó gọi là Brontohon, có nghĩa là sừng Brontohon, sừng cái sừng đấy, sừng của bọn này đấy, nó dùng để chọc nhau. Thì các con bọ cánh cứng thì nó cũng có cái sừng đấy. Khi nào mà con rán được mà khỏe hơn ấy, mà đánh thắng ấy, thì nó sẽ tìm đến con cái và nó chọc, nó đi ra đằng sau và nó lùi lại để nó chọc hai cái đít vào. Ví dụ con đực đây, con đây mình sẽ minh họa cho các bạn xem đấy. Thì bọn nó sẽ chọc đít với nhau kiểu như này, kiểu như là nó sẽ chọc đít vào nhau, giống như là các bạn xem được những con chó ở ngoài đường nó giao phối ấy, thì nó cũng kiểu như thế. Sau khi quá trình giao phối xong ấy, sau khi được thụ tinh ấy, thì con cái nó sẽ tạo ra một cái gọi là Othena. Con cái nó sẽ tạo ra một cái gọi là Otheca. Thì cái đấy nó là một cái buồng trứng của rán ấy, giống như các con rán khác các bạn có thể nhìn thấy. Con rán khác thì nó đẻ buồng trứng đấy, xong rồi con rán nó sẽ nở, nhưng mà con này thì nó sẽ tạo ra cái buồng trứng đấy, tạo ra cái buồng trứng xong rồi sau khi, với là bình thường các bạn không thể nào nhìn được cái buồng trứng đấy, bởi vì chỉ có thể nhìn được trong lúc mà nó đang tạo ra thôi. Bởi vì là sau khi nó tạo xong buồng trứng thì nó sẽ bắt đầu nó lại nhét lại cái buồng trứng đấy vào đít nó để nó ấp vào trong người đó. Thì buồng trứng nó sẽ nằm trong người con này khoảng tầm 60 ngày là 2 tháng rồi, ấp cũng lâu, kiểu cũng lâu mới đẻ ấy nhỉ. Sau khoảng tầm 60 ngày thì con cái nó sẽ đẻ ra một đàn con. Thì một đàn nó sẽ rơi vào khoảng tầm 20 đến 60 con gì đấy, tùy. Nói chung là cũng khá là lâu để bọn nó sinh sản. Khi mà vừa đẻ ra thì những con đấy trông có màu trắng tinh, kiểu Lucy, mắt đen, nhìn đẹp cực luôn. Bởi vì lúc đấy nó chưa phát triển một cái loại protein gọi là chitin. Thì cái protein đấy nó giúp cho cái kiểu như cái khung vỏ của bọn rán nó chắc hơn đấy. Nó kiểu nó đen lại rồi nó bền chắc như này, như kiểu là một lớp khung xương ấy. Đó. Thì những cái con ấu trùng đấy nó sẽ phát triển, nó sẽ lột xác khoảng tầm 6 lần trong vòng 6 đến 7 tháng. Và lần lột xác thứ 7 cuối cùng thì nó sẽ là nó gọi là rán trưởng thành. Và khi mà nó trưởng thành thì nó sẽ có thể sống thêm được khoảng tầm 2 đến 5 năm nữa. Nói chung là vòng đời của này cũng khá là lâu, và cái sự sinh sản của nó mình đánh giá là nó cũng không được nhanh như các loại rán khác, mà cũng nói chung là cũng rất là lâu. Các bạn có thể ý là một con baby nó sẽ khoảng tầm 7 tháng nó mới lên được khoảng tầm nó mới lên được thành rán trưởng thành. Đó, và mà ấp nở nó khoảng tầm 2 tháng, tức là khoảng gần 1 năm, mẹ rồi 9 tháng rồi, đúng không? Để từ một con để nó có thể từ chưa có gì nó thành thành con rán mới để nó gây dựng được đàn tiếp theo, khá là lâu đấy. Đó, thì vừa xong thì mình đã giới thiệu cho các bạn cách nuôi của bọn rán Madagascar này, và cái nguồn gốc xuất xứ và cái lý do tên gọi bọn rán Madagascar này. Em thấy bọn này có hay không? Bọn này rất là sạch sẽ luôn anh em nhé. Và nếu mà anh em nào mà kiểu muốn nuôi để dành cho pet ăn cũng được. Nó sinh sản khá là nhiều, mặc dù nó đắt hơn bọn rán Nubia các thứ một chút thôi. Thì bọn này ví dụ to như này có thể nuôi để làm sinh sản cho những con kỳ đà to hoặc là con thằn lằn to nó ăn. Đó, rất là vừa mồm luôn đấy. Chứ nó không phải ăn kiểu tí một như kiểu bọn ăn con bọn bé kia. Đó, thì thực ra là tôi thấy bọn này cũng khá là hay ho, và tôi cũng đang bắt đầu nuôi lại nó hẳn hoi hơn, và mong là nó sẽ đẻ nhiều hơn nữa. Nói chung là để làm một cái đàn rán chơi cho vui, nếu mà ghét mình ném vào mặt nó. Ok, anh em hãy comment cảm nghĩ của mình về cái loài rán này xuống này cho tôi biết nhá. Video này đến đây kết thúc rồi, tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong clip sau nhá. Nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của tôi nhá. Tạm biệt.